Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ làm chiếc lồng đèn chiếc chiếc đèn lồng bằng được dán từ những bao bì của gói mì nha mọi người. Tôi sẽ làm chiếc lồng đèn được dán từ gói mì. Mọi người cùng theo dõi nha. Bạn nào không biết cách làm cái lỗ tròn này á, không biết cách đục cái lỗ tròn này á mọi người, thì mình sẽ hướng dẫn mấy bạn làm cái lỗ vuông nha. Lỗ tròn phải có cái cây đục lỗ, còn nếu không có cây đục lỗ thì mình sẽ làm bằng cái kéo, làm cái lỗ vuông bằng cái kéo nha mọi người. Bẻ gấp lại gì nè đó, xong mình lấy kéo mình cắt. Cắt qua cắt lại gì nè. Đó là nó thành cái lỗ vuông nha mọi người. Đó. Cắt qua cái cắt lại cái. Đó, nó sẽ ra cái lỗ vuông vậy nha mọi người. Đó, rồi. À, thấy mọi người. À, thấy chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ gắp cái sườn nha các bạn. Gắp cái sườn xong rồi mình dán giấy gói mì vô nha.
Mình dùng keo nến để dán mấy giấy mì vô cái sườn lồng đèn nha các bạn. Nếu mà không có keo nến thì mình sử dụng keo dán sắt cũng được, hay mình dùng dây chì nhỏ để mình cột cũng được nha các bạn. Thank you.
Tôi đang dán cái dây màu xanh xanh đó, gọi là lông vũ đó nha các bạn. Nếu như mình không có lông vũ thì ở nhà mình có thể tận dụng những loại giấy màu. Mình cắt cộng mịn nhỏ nhỏ giống như lông vũ vậy đó, rồi mình dán lên. Tận dụng những đồ ở nhà của mình để mình trang trí cho nó đẹp nha các bạn. Thank you.
Đây mọi người thấy ở trong bóng tối nè, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, có thấy chữ gấu đỏ, mì gấu đỏ nha, làm đèn làm từ mì gấu đỏ nha, từ bao bì của mì gấu đỏ. Đây là mình thắp đèn đèn nến này nha mọi người. Như trong bóng tối thấy đèn nến đẹp hơn mọi người ơi. Rất đẹp nha mọi người ơi. Này rất chắc chắn nha mọi người, có thể bảo quản để năm sau chơi tiếp nha mọi người. Rồi video đến đây xin kết thúc nha mọi người. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn like nha mọi người. Rồi xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Tạm biệt nha. Tạm biệt mọi người.